Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về phần mềm Pinnacle Studio 18. Việc đầu tiên chúng ta phải làm trước khi sử dụng cái phần mềm này lần đầu là phải thiết lập những cái lựa chọn của mình. Chúng ta sẽ bấm vào trong cái chữ Setup ở phía trên cao này đó bạn. Để rồi chúng ta thấy có chữ Control Panel và chúng ta bấm tiếp tục vô cái chữ đó. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng nhỏ này. Ở trong này là những cái phần mà để cho chúng ta thiết lập những cái lựa chọn. Watch folder này là một cái trang mà trong đó nó có những cái tư liệu, những cái tài liệu mà chúng ta đã để sẵn trong đó rồi. Và mỗi khi chúng ta mở Pinnacle ra thì nó sẽ tự động trình bày cái trang đó ra cho mình, chứ mình không có cần phải đi tìm kiếm gì lâu. Đó là cái công dụng của cái trang gọi là Watch folder. Trong cái Watch folder này chúng ta sẽ thấy là nó chưa có gì cả. Để rồi chúng ta sẽ thiết lập cho nó một cái nơi để mà nó sẽ mở ra cho mình ngay khi nó mở cái Pinnacle ra. Chúng ta sẽ bấm vô cái chữ Add Folder này nha. Và bây giờ chúng ta tìm đến cái chỗ mà Pinnacle thường hay để phim hoặc là những tài liệu khác ở trong đó đó bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vô cái chỗ là Add Folder này. Rồi kế đó chúng ta sẽ bấm vô cái chỗ là Computer này. Có cái mũi tên nữa bạn. Bấm vô đây. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục bấm vô cái chỗ là Local Disk C này bạn. Trong ổ C này nha. Bấm vô. Rồi đây, trong cái C này thì chúng ta sẽ tìm đến cái chỗ gọi là User. Nó cũng có cái hình tam giác phía trước đó, thì lại bấm vô đó. Rồi sau đó chúng ta bấm vô cái chỗ là Public này. Rồi bạn sẽ bấm vô cái mũi tên phía trước của nó. Bấm vô đây. Bạn thấy không? Trong cái Public này nó hiện ra cả một đám như thế này đây. Thì cái đầu tiên của chúng ta là kiếm cái nơi để mà mình cho những cái phim vô trong đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa cái nơi để mà chúng ta cho cái phim vô trong đó. Thì chúng ta sẽ bấm vô cái chỗ gọi là Public Video này nha. Bấm vô đây. Bấm cho nó xanh lên. Rồi xong rồi chúng ta sẽ bấm OK. Thì bây giờ ở trong này nó đã hiện ra một cái nơi để mà chúng ta cho phim vô. Và cứ mỗi khi mở P18 này ra thì nó sẽ trình cái này ra cho mình biết liền là mình có cái phim gì trong đó. Để rồi mình sẽ dựng phim, sẽ làm phim bằng những cái tư liệu đang có trong cái đó. Chúng ta lại làm cái việc kế tiếp là mình chọn cái ổ Public Video này là để dành cho cái loại gì. Cái loại gì thì mình bấm vô cái cục đằng sau này bạn nè. Bấm vô đây nha. Thì mình sẽ dành cho nó là video. Bấm vô video có nghĩa là cái gì mà thuộc cái loại phim thì nó sẽ đưa vô trong cái ổ này, cái Public Video này. Rồi bây giờ thì chúng ta lại làm tiếp để mà chọn cái nơi cho những cái hình đó bạn. Những cái hình mình chụp á. Cho nên bây giờ mình lại làm tiếp nữa thì cũng làm giống như vậy. Mình lấy cái chữ, mình bấm vô chỗ Add Folder này thì mình lại chọn đến cái chỗ là Public Music. Mình bấm vô đây. Mình lại bấm OK. Thì nó lại hiện ra là Public Music. Thì trong này mình ấn định là cho những cái loại về audio, tức là về âm thanh đó bạn. Về nhạc hay là về cái này cái kia mà thuộc về âm thanh đó, thì mình cho nó vô đó. Cho nên mình ở trong này mình sẽ bấm cái chữ là Audio. Rồi bây giờ chúng ta lại làm tiếp cho các loại hình, hình ảnh mà mình có đó, chẳng hạn như mình chụp hình ở đâu á, mình lấy cái hình đó để mình cho vô trong phim của mình. Thì cũng cái cung cách đó bạn cũng bấm vô chỗ Add Folder này thì nó lại hiện ra như thế này. Thì các bạn tìm đến cái chỗ là Public Picture, bấm vô đây nha. Rồi bạn bấm OK. Rồi đằng sau mình cũng bấm vô cái cục này để mà mình lựa cho nó cái loại gì, bấm vô đây. Và bây giờ là đến là Photo, Photo là hình ảnh đó bạn, hình ảnh mình chụp á. Đó, cho nên đến giờ này là mình đã có 3 cái ổ để mà mình chứa những cái tư liệu mà mình sẽ cho vô trong tương lai. Bây giờ tôi tóm lại nè, là những cái nào mà thuộc về loại phim thì nó sẽ chạy vào trong cái ổ gọi là Public Video này, mà trong cổ C đó. Rồi cái nào mà thuộc loại mà âm thanh nhạc nhung á, thì mình sẽ cho vô cái ổ là Public Music. Và cái loại nào mà thuộc về hình ảnh chụp ở ngoài á, để đem vô đó thì mình cho nó vô trong cái ổ là Picture. Rồi, sau khi đã làm xong hết như vậy thì mình sẽ bấm OK. Tuy nhiên nếu mà mình thấy ở trong này có cái nào mình muốn bỏ đi á, nếu mà mình muốn bỏ một cái thì bạn bấm lên cho nó dàn ra, rồi bạn sẽ bấm là Remove Folder nha. Còn bạn nhưng mà mình muốn bỏ hết những cái mình đã làm để mình làm lại từ đầu á, thì mình bấm vô cái chữ là Remove All, có nghĩa là bỏ hết. Thì sau khi chúng ta đã chọn lựa xong ba nơi này cho các loại hình đó thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm đến cái phần thứ nhì là phần Audio Device. Bấm vô đây bạn. Có nghĩa là chúng ta đang lựa chọn cái micro đó bạn, mà mình sẽ xài là cái nào. Bởi vì ở trong máy của mỗi người nó có một cái chỗ riêng. Chẳng hạn như là cái ổ mà micro để mình cắm vô thì nó sẽ có cái tên này tên kia. Cho nên thì nó sẽ hiện ra đó.
Còn nếu như mình thấy nó chưa đúng á, thì mình sẽ sửa đổi nó bằng cách là mình bấm nó vô đây, bấm vô trong cái hàng mà đang có này nè, bấm vô một cái thì nó sẽ hiện ra một cái màn để mà nói về âm âm thanh audio đó sau đó ha, thì nó sẽ cho mình trong cái phần gọi là recording, là cái phần mà thu âm đó bạn. Thì bạn coi cái nào nó là của mình, mà cái nào mà nó của mình đó thì nó sẽ đánh dấu chọn và nó sẽ nhảy như thế này đây, tôi nói đến đâu nó nhảy đến đó, có nghĩa là đúng rồi đó. Thì đó là cái cách để mà các bạn có thể chỉnh sửa lại cho mình cho đúng đúng cái micro của mình, thì mình nói khi mà mình thu âm thu hình mới đúng cái micro mà mình đang xài. Sau khi được rồi thì bạn bấm OK cho nó xuống. Rồi bây giờ đến phần kế tiếp là cái phần event log. Event log này là cái phần mà để nó ghi chép lại những cái sự kiện xảy ra trong lúc mình đang làm phim. À, chẳng hạn như cái lúc đó thì nó làm sao, nó ghi ghi thành một cái biên bản đó bạn. Nhưng mà cái này thì đối với mình không cần thiết lắm, cho nên mình cứ để nó trống. Mà mỗi khi mình làm rồi mà mình mở ra mình thấy trong này nó có những cái tin tức thế này thế kia mà nó tự ghi đó, mà cái này đều do máy tự ghi chứ mình không ghi gì cả. À, thì để cho nó khỏi rườm rà, mỗi khi bạn làm xong một cái phim nào đó rồi thì bạn mở ra bạn sẽ thấy nó ghi lại trong này. Thì các bạn sẽ bấm vô cái chỗ ở dưới là clear event log, có nghĩa là xóa đi cho hết, cho nó bỏ hết những cái chuyện cũ đi để mình làm cái mới. Giờ đến cái phần kế tiếp là cái phần export and preview. Và mới vào đây, à, đây là cái phần mà mình chọn lựa về cái chuyện, nó cho mình coi trước những cái chuyện mình đang làm ở trên màn hình đó. Thì ở đây mình sẽ chọn chẳng hạn như gì, quality thì bạn cứ để cho balance sẽ đúng như mấy, rồi nó sẽ hiện lên ở đâu thì nói cho mình là ở trên màn hình của cái monitor, tức là cái màn hình đó. Ở dưới này nó để nana này thì các bạn để nguyên như vậy, đừng sửa gì cả. Mà mình chỉ có chỉnh là chỉnh chỗ này nè, là external preview standard này, là NTSC này ha. À, nếu mà bạn ở đâu đó dùng cái chế độ là PAL này á, thì bạn phải chỉnh nó qua cái này thì bạn mới thấy được. À, nếu mà ở Việt Nam hay ở Mỹ rồi đó thì người ta xài NTSC thì mình bấm vô đây thì mình mới thấy được. Thì đó mình sẽ chỉnh cái này thôi. Còn ngoài ra là những cái mà nó đang có như thế này nè thì bạn cứ để nguyên đi, bởi máy nó đã chọn cho mình những cái tốt nhất rồi đó. Kế tới xuống dưới nữa là phần import, là cái phần cho tư liệu vô trong máy đó bạn. Thì ở đây là người ta ấn định những nơi mà để mà chứa những cái phim, những cái nhạc, những cái âm thanh đó, và những cái hình cho vô trong máy mình. À, mà ở chỗ nào nó ví dụ vậy đó. Thì đây là những cái mà do máy nó gọi là cái mặc định và nó đã chọn cho mình như thế này đây. Tuy nhiên mình không cần phải sửa này làm gì cho mệt, bạn cứ để nguyên vậy đi, bởi vì sau này đó, mình có quyền sửa trước khi mình cho phim vô đó, mình có quyền sửa. Và bây giờ mình sửa đây thì cũng mất công thôi. Về cái phần keyboard này là cái phần để mình làm những cái dấu tắt đó bạn, có nghĩa là thay vì mình sẽ bấm thế này thế kia trên cái giao diện của nó đó thì mình lại dùng cái tay của mình để mình bấm trên những cái phím để cho nó nhanh này, gọi là dấu tắt. Thì ở trong này đó, chẳng hạn như là mình sẽ chọn như là add and remove mark, rồi ví dụ nha, như mình bấm cho nó vàng lên. Thì ở đây đó, thì máy nó đã cho mình cái shortcut, có nghĩa là cái phím tắt đó là gì, là cái dấu M, có nghĩa là khi mà mình đánh vô cái phím chữ M đó, là nó sẽ làm cái chuyện đó cho mình chứ khỏi cần phải bấm vô đâu cả. Rồi đây là việc làm mà nó cho mình những cái phím tắt, chẳng hạn như mình bấm thử nha, delete ha, delete đó, thì nó sẽ lấy cái phím là có chữ delete trên bàn phím, rồi deselect all tức là bỏ hết đó, thì bằng cách là mình bấm tới ba phím này ha, thì nó sẽ cho mình làm cái chuyện đó. Còn nếu như mình muốn sửa lại thì mình có quyền là remove ha, mình bấm vô cái chữ remove này nè thì nó sẽ bỏ cái này đi để mình tự cho mình viết cái chữ của mình vào trong đó. Rồi bây giờ đến cái chữ project setting, có nghĩa là những thiết lập về cái chương trình mà mình sẽ làm. Ở đây thì bạn thấy trong này, trong cái phần gọi là cái phim, cái dạng của phim mà mình sẽ làm đó thì nó thuộc cái loại dạng gì. À, mình lựa chọn đi, mình lựa chọn trong này, bạn bấm vào cái cục này nè, thấy không, nó lung tung nè, cái loại mà HD này ha, rồi loại NTSC, rồi loại PAL ha, nhiều lắm. Các bạn cứ thế mà lựa. Nhưng mà tôi xin nhắc các bạn nha, nếu các bạn ở châu Âu á, thì các bạn khi làm phim á, mà làm cái loại bình thường á, thì bạn dùng cái hệ PAL thì mới có thể mà chạy trên cái đầu máy của cái xứ đó được. Tuy nhiên đời bây giờ thì nó xài những cái loại cái máy chạy HD, à, cho nên nó mình không có cần phải bị phân vân về cái mấy cái dù PAL hay là NTSC nữa, mà mình cứ việc chọn mấy cái loại HD này đó bạn thì nó sẽ chạy hết. Rồi đại khái vậy đi. Rồi bây giờ đến storage location, có nghĩa là cái nơi nó chứa những cái loại phim này. Ở chưa chưa, cái phần hồi nãy tôi nói chưa xong. Có nghĩa là mình đầu tiên mình sẽ chọn cái dạng cho phim như thế nào. Rồi cái phần ở đây thì bạn cứ đánh chọn vô đây nha, đánh chọn chỗ này có nghĩa là khi mà mình lấy một cái máy quay phim, mình quay cái gì ở đâu đó để mình làm phim thì mình bấm vô đây chọn, thì có nghĩa là nó sẽ biết đó là cái loại cái dạng phim gì và nó chọn cho mình cái loại mà mình đang xài. Còn bằng như nó mà không có biết cái dạng nó là dạng gì cả thì nó sẽ theo cái ý của mình ở trên này.
Còn bằng như là bạn không muốn cho nó tự nó tìm hiểu coi cái dạng gì thì bạn bấm vô một lần nữa cho nó mất đi, thì có nghĩa là bắt buộc dù dù cái gì đi nữa thì P18 cũng phải làm cho mình cái dạng này mà mình đã chọn ở trên này. Rồi xuống dưới này là cái thời gian kéo dài mà khi nó hiện ra về cái tựa đề ấn định cho nó hiện ra là bao nhiêu. Ở đây thì người ta đã ấn định mình cho mình sẵn là 3 giây. Rồi mình muốn nhiều hơn nữa thì cũng dễ, bạn bấm cho nó một cái thấy không? Rồi mình lấy cái bàn phím mình đánh vô chẳng hạn như là 05, 010 thì nó theo ý mình, cứ mỗi lần nó hiện ra là chừng đó cái thời gian, thời lượng đó. Rồi về những cái hình mà mình cho vô thì đây là cái mặc định thì nó chọn cho mình là hiện ra chỉ có 3 giây thôi. Bây giờ mình muốn nhiều hơn nữa thì mình nó đó đó cứ vậy mà mình lựa. Và cái transition có nghĩa là cái hiệu ứng mà khi mà nó chuyển hình này qua hình kia đó thì nó sẽ chuyển trong vòng 2 giây. Tuy nhiên những cái này thì đó là cái lý thuyết nó vậy thôi. Nhưng khi mà ra thực tế khi mình làm phim á mà mình muốn nói bao lâu là do mình, hay là mình tự mình kéo nó ra hay là mình thun nó lại. Rồi cái dưới này thì bạn cũng đánh dấu chọn cho hai chỗ này luôn cho rồi đi nha. Chỗ mà nó zooming này tức là nó mở rộng ra nó hoặc là nó thu nhỏ lại đó. Rồi cái ở dưới này là để mà cho mình có thể mình cắt sáng cái đoạn phim nó như thế nào. Kế tới là phần storage location. Bấm vô đây thì bạn sẽ thấy ha, nó cho mình một số những thông số như thế này, chẳng hạn như là về những chương trình phim á, nó sẽ để ở đâu và tìm nó ở chỗ nào, thì ở đây nó cho mình là ở guest store. Cho nên mà nếu mà bạn cũng có thể là muốn để đâu cũng được cả, chứ không có bắt buộc. Ví dụ như mình muốn đổi chỗ khác ha, thì mình bấm vô cái cục đằng sau này bạn nè, rồi mình mới bắt đầu mình mới lựa lựa chỗ nào đó, mình bấm vô trong cái từng cục này nè, mình lựa ví dụ dây 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 ở chỗ nào rồi sau đó mình bấm vô chỗ ok thì nó sẽ lựa lại cho mình, rồi coi như mình chỉnh lại đó. Thì ở dưới này cũng vậy. Rồi bây giờ đến phần chốt là cái phần reset. Tức là cái phần này là sau khi mà mình đã lựa hồi nãy giờ đó đó, mà bây giờ mình đổi ý kiến mà mình muốn cho nó trả lại cái mặc định của nó như cũ ha, thì mình làm rất nhanh là mình bấm vô đây, bấm vô cái chữ reset này thì nó sẽ trả tất cả lại cho mình chứ không có theo ý mình nữa đâu. Và sau khi mà đến cái phần này rồi đó thì bạn bấm vô chữ ok này để mà nó nhớ lại những cái lựa chọn mà mình đã làm từ nãy giờ đó bạn. Ok, đó là coi như đã xong cái chuyện mà mình lựa chọn những cái thông số cho Pinnacle 18, và từ đó về sau mình sẽ không có lựa nữa, mình sẽ không có làm chuyện này nữa, mình chỉ làm chuyện này một lần thôi.